Hello mọi người, nhất là các anh trai tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh. Thì các anh vừa trải qua một năm gọi là hung niên, đó là 2017, là năm Đinh Dậu mệnh hỏa, đầy những khó khăn, những bất trắc, bởi vì nó là tí ngọ mèo dậu mà, và là trong những cái xung niên và kỳ về cả mệnh, cho nên là gặp nào rắc rối về sức khỏe, rắc rối về tiền bạc và nhiều cái khác nữa. Thì đến với năm Mậu Tuất năm 2018 thì đối với tuổi các anh thì vẫn là tuổi vẫn còn đang ở trong cái vận hạn gọi là tam tai của trung niên, và có những cái mặt tích cực ha. Và chúng ta có thí dụ như là tam tai, nhưng mà chúng ta có dần ngọ tức là tam hợp, thì tam hợp nó hóa giải tam tai, nhưng nó hóa giải được bao nhiêu thì chúng ta phải đi sâu vào thì mới biết được rằng là các anh được hóa giải bao nhiêu. Thì theo nghiên cứu thì phải nói rằng ở năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh thì có xấu có tốt, nhưng mà nó chỉ là một năm khá hơn năm năm Đinh Dậu 2017 tí thôi, chứ không phải là năm hoàn toàn tốt được. Thì như vậy thì đó là một cái thông tin chung, thì chúng ta sẽ xét xem là tuổi của các anh nó có cái tử vi năm 2018 nó như thế nào. Thì đầu tiên hết là mệnh, thì các anh là mệnh thiên hà thủy, gặp năm Mậu Tuất 2018 là năm bình địa mộc, tức là thủy sinh mộc là sinh xuất, là không tốt cho bổn mệnh. Các anh có một cái sao rất là may mắn, sao chủ may mắn của năm Mậu Tuất, đó là sao Thái Âm, một cái sao rất là may mắn, phúc lộc. Nhưng mà sao này thì nó hơi yếu một tí, nếu mà là Thái Dương thì tốt quá, Thái Âm thì nó hơi nữ một tí, nhưng mà các anh thì thủy, cho nên Thái Âm nó cũng có một cái mặt tích cực riêng. Hạn thì là hạn huỳnh tiền, là phòng bệnh nặng và tai nạn. Vận niên hầu thực quả, là khỉ ăn trái cây, tức là tốt, một cái vận niên tốt. Thiên can bính gặp mậu là sinh xuất, lại sao sinh xuất, bính thì hành hỏa, mậu thì thuộc hành thổ, cho nên hỏa sinh thổ là sinh xuất tốn hao, công việc nó sẽ đem lại sự tốn hao trong tiền bạc. Ngọ gặp tuất địa chi tam hợp, nhưng đồng thời cũng là tam tai năm cuối. Năm Đinh Dậu này là năm tam tai năm nặng của người tuổi ngọ, nhưng mà năm tuất thì nó cũng là tam tai. Nhưng mà nó là năm cuối, sẽ có những cái đỡ hơn năm nay, năm Đinh Dậu này rất là nhiều, nhất là những người tuổi ngọ, mà những người tuổi bính ngọ là đang ở trong cái tháng tí, một cái tháng mà nó là cực kỳ khó chịu ha. Rồi chúng ta sẽ xem là như thế nào. Thì để mà xét về tử vi thì cũng như các tuổi khác, thì em sẽ phải nói về thiên tính của các anh, để coi là các anh cái thiên tính đó nó ảnh hưởng tới cái vận mệnh của cái này nó như thế nào. Đầu tiên hết á, thì là các anh á, trai tuổi bính ngọ là người khôn ngoan nè, toan tính thì giỏi, hoàn cảnh nào cũng dễ thích ứng. Cái người mệnh thủy mà ngọ mệnh thủy thì là kiên trì ha, ngọ mà làm như ngựa ha, tánh tình thì thoải mái, thuộc người là rộng rãi, do mệnh thủy mà sẵn sàng gánh vác cái việc mà người khác chê là khó khăn không làm. Không nề hà trong việc giúp đỡ kẻ khó khăn, vô tình là các anh tạo được cái nhiều phước đức, nhưng số mệnh là không tốt. Số mệnh của các anh là thuộc con dòng hắc đế, là thường là tân khổ, rất là khổ lắm, linh binh lang bang, làm mình thấy mình cực thân, hết bấm ba chỗ này bấm ba chỗ kia, nhưng mà chả được cái gì. Người bính ngọ thì rất ít người mà ở tuổi này mà cảm thấy là thoải mái về tiền bạc, mà thoải mái về cái thân. Người có tiền đi nữa thì cũng rất là khổ thân, cảm thấy là mình phải cực lực lắm so với người khác. Người ngọ, tuổi ngọ là làm đồng tiền khó, gặp ngọ mệnh thủy nữa. Đa phần các anh là phải quan tâm khổ sở vì gia đình, nhỏ thì khổ về anh em, lớn thì khổ về vợ con. Là được hưởng hạnh phúc êm ấm ha. Số mạng của các anh á, mà phần lớn là do các anh tự ra tạo ra, là cái số mạng không có được may mắn, không có được ấy, là khổ thân này kia, là do cái người mà sinh năm bính ngọ mà nam mạng á,
thì đào hoa gắn liền trong mệnh, cho nên là sẽ rắc rối lắm, gia đạo thì không yên rồi ha. Tuổi Ngọ này là không chủ cầu, riêng Bính Ngọ không chủ cầu nhiều bà, nhưng mà nhiều bà rất là thích, đó là như vậy. Nếu các anh mà biết kiềm chế ham muốn thì cuộc sống của các anh sẽ ít rối rắm, giảm bớt cái phần khó khăn mà trắc trở trong gia đạo. Các anh là tuổi thì là hỏa ha, tuổi Ngọ là hỏa nhưng mà là mạng thủy, cho nên là tương khắc nhau, tuổi và mạng tương khắc nhau, nên là cuộc sống khó yên, việc làm ăn cũng có nhiều lần thay đổi, thăng trầm, gián đoạn. Vì vậy sự nghiệp thường gặp nhiều sóng gió. Các anh thường có lòng tốt đối với mọi người, nhất là bạn bè, nhưng là rất dễ bị người ta lợi dụng. Thường mang tính, thường các anh là do mệnh thủy mà rất là ào ào, nôn nóng, làm cái chuyện gì cũng làm nhanh làm lẹ hết. Cho nên là không có suy nghĩ sâu xa ở bên trong những cái mưu mẹo, dễ bị khích tướng. Đi vào cái việc mà mình mà bị khích tướng, ví dụ giống như là ai khích khích cái gì đó, chuyện này khó lắm mày, chắc làm không được đâu, thì muốn chứng tỏ nhảy vô làm, hay nhận cái công việc mà khó khăn, không mấy người mà thích nhận. Cái việc nào khó khăn không thích nhận, cái là mình lại nhảy vô mình nhận, muốn chứng tỏ mình, nhưng mà vô tình như vậy làm cho mình cực thân ha. Đó là thiên tính chung của các anh. Dù sao với tấm lòng ngay thẳng hiền lành, thì cái người này vào qua khỏi cái đại vận 10 năm, qua khỏi năm 55 tuổi á, thì là mọi sự rất là may mắn đối với các anh của tuổi này ha. Thành tựu mà khó ngờ, cuộc sống thì phú túc ha. Tuổi già hưởng nhiều phúc lộc, đúng không? Mình có khuyết điểm thì mình cũng có lợi điểm, đó là cái chung. Sự nghiệp và công danh của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh thì trên thiên tính này thì sẽ như sau. Các anh là gặp được cái sao gọi là sao Thái Âm chiếu mạng. Cái sao này sẽ đem lại nhiều may mắn trên đường danh lợi, gia đạo thì an vui, tiền của dồi dào. Tại sao vậy? Tại vì cái sao Thái Âm này thì nó là thuộc hành kim. Đối với người mạng thủy của các anh là tương sinh kim sinh thủy mà, sẽ tăng phần lợi ích cho cái tuổi của các anh rất là nhiều. Một điều rất là lợi ha. Nhưng mà các anh gặp hạn là Diêm Vương, bất lợi cho cái đường tim mạch, dễ gây tai nạn. Các anh cần quan tâm đến như là cái tai nạn phạm thân của bản thân mình và bệnh nặng, có thể là sẽ gây cho cái bệnh, sẽ gây cản trở trong công việc. Vận niên thì hầu thực quả là một vận riêng rất là tốt ha. Tức là khỉ hưởng ăn trái cây, tức là mình đang hưởng lộc từ vận niên. Các anh sống và làm việc trong môi trường thuận lợi. Nếu mà các anh đang ở yên vị trí thì năm Mậu Tuất 2018 đối với các anh là một năm thành công. Về tứ trụ thì năm 2018 đối với các anh thì nó là không tốt. Là tứ trụ là thiên hao và địa tam tai. Địa tam tai thì chúng ta có tam hợp, hóa tam tai chúng ta không nói rồi, là địa chi đó. Công việc làm ăn tuy có thu nhập cao, nhưng cũng phải tiêu hao nhiều. Những tốn kém này là do các anh quyết định chủ động chứ không phải là đầu tư và thua lỗ. Các anh chấp nhận đầu tư, các anh có sự chủ động ở trong tiền bạc ha. Cái đó là một điều hay á. Gia đình tình cảm thì do là thiên hao và địa tam tai, cho nên là có thể xảy ra nhiều chuyện không lành, nhất là việc tan môn trong tử vi ha. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải thì năm nay can mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy, hỏa nó sẽ bị vượng. Đối với các anh mà mạng thủy gặp năm hỏa vượng thì có phần bất lợi, tại vì thủy của mình đã khắc hỏa, mà hỏa nhiều quá thì nó cũng khắc không nổi. Công việc làm ăn không được như ý, sức khỏe thì bất an. Được cái sao chiếu mạng là sao Thái Âm rất là tốt ha. Vận niên hầu thực quả là đối với các anh mà nói thì sẽ được giúp đỡ. Nếu như mà các anh năm nay các anh có gặp khó khăn đi nữa thì cũng sẽ có người giúp đỡ. Ở trong cái môi trường cũ thì các anh không sợ vì cái sự bất trắc, vẫn có lợi tức phù hợp với cái công sức mà mình bỏ ra. Về tứ trụ thì các anh không được thiên thời địa lợi,
mưu sự không được như ý, tiền bạc thì dễ tiêu hao, và gia đạo thì cũng có nhiều chuyện bất an phải tốn hao. Có thể nói đây là một năm tương đối không thuận. Cho nên các anh chỉ nên an phận thủ thường và cố gắng tránh va chạm, giữ thân, tránh chuyện xấu có thể xảy ra. Dù sao thì nữa thì đây vẫn là năm tam tai. Mà năm tam tai mà của các anh thì nặng ở chỗ là nó có hoa cái, cái hoa cái nó trực thiên. Cho nên đó là rất là dễ, công việc rất là vất vả, mà thậm chí là nếu không khéo thì các anh phải bị lôi đến công đường. Mọi việc thì các anh nên cẩn thận về mặt ngũ hành. Còn về xét mà mặt tử vi á, tiểu vận á, thì năm 2018 đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe. Nó có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Các anh thì không may là đang ở trong cái đại hạn 10 năm, từ 46 đến năm 55 tuổi. Cái giai đoạn này thường các anh có nhiều biến động trong cuộc sống, có nhiều chuyện buồn phiền về gia đạo lẫn sự nghiệp. Cái tiểu vận năm nay đã là bại địa, còn gặp cái đại hạn bại địa nữa, cái đại hạn 10 năm nữa, cho nên là cái ảnh hưởng của đại hạn không tốt của đại hạn nữa, cho nên là công việc càng trở nên khó khăn và gia đình tình cảm cũng rất là bất lợi. Đó là về mặt tử vi mà nói chung ha. Còn có cung tiểu vận thì có các sao cố định nè: Tuế Phá, Thiên Khốc, Hóa Quyền, Thanh Long, Thiên Hư. Rồi là chiếu có các sao thì là Thái Tuế nè, Bệnh Phù, Từng Hóa Lộc, Phượng Cát, Giải Thần, Điếu Khách, Quả Tú, Thiên La, Phục Binh. Rồi sau đó là có Triệt, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm. May là có Triệt đi trước chứ không có ông Thiên Mã với Tăng Môn này là rất dễ xảy ra tai nạn chết người. May là có ông Triệt cũng đi lần trước chứ không có ông Triệt là mệt mỏi á. Tại cung ấy gặp các sao lưu chiếu là Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù. Ông này là tam có ba ông này cũng đi chung, ba ông đi riêng thì không sao, nhưng mà Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù thì là có tương đối, có Thiên Mã. Các sao lưu chiếu thì có Long Đức, Thiên Khôi, Lực Sĩ, Đà La, Hóa Khoa, Hoa Cái. Đó, hồi nãy có nói là hoa cái trực thiên đó, Long Vì, Tướng Quân, Địa Võng, Quan Hồ, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Bạch Hổ. Toàn là những cái tinh quân mà tác hại nó cũng khá khá nguy hiểm không? Để xem ha. Tọa cung tiểu vận mà có cả phúc tinh lẫn bại tinh, nhưng ảnh hưởng của các sao không mạnh. Chứng tỏ là đường công danh cũng có những khó khăn không nhỏ, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến cái đại cuộc sự nghiệp. Nếu các anh làm việc ở công sở hay là quan trường thì công việc thường nhật, lương tiền không có gì thay đổi, chức phận cũng không mong gì phát triển thêm. Còn nếu ở lĩnh vực mà kinh doanh thương mại hay là ở bên ngoài thì là cửa hàng hay cơ sở, mọi thứ của năm Mậu Tuất nó cũng bình thường, lợi nhuận nó tăng nhưng không đáng kể, tăng giảm thì nữa cũng không đáng kể, phải nói là một năm là khá trung bình ha. Ở trong cung hạn thì có ông Thanh Long, đây là một cái tinh quân rất là tốt cho cái sự mua bán, đem nhiều may mắn để vùng vẫy, nhưng bị cái ông Địa Võng không kế bên. Ông Địa Võng thì ông cũng có những cái Địa Võng mà Thiên La Địa Võng thì có những cái rắc rối ông đem lại cho chúng ta trong làm ăn, có thể nói là có may nhưng mà cũng có rủi. Tử vi thì có nhiều bại tinh hội chiếu như là Bệnh Phù nè, Thiên La nè, Tuế Phá nè, đó rồi là Tang Môn nè, Điếu Khách, Quả Tú, Phục Binh, toàn là những cái nguy hiểm không. Cho nên là tinh thần có nhiều rối rắm, lo âu, sức khỏe suy giảm. Ngoài ra nhập hạn còn có tứ hung cách, người ta gọi là tứ hung cách là Tang Môn, Bạch Hổ, Điếu Khách, Phục Binh, người ta gọi là tứ hung cách, là chướng ngại gây bất lợi về mối quan hệ làm ăn, tình cảm ở đồng sự, mưu sự lẫn sức khỏe đều có sự nguy hiểm. Nhưng mà rất may cho các anh là trong cung hộ chiếu này có cả Tuần và Triệt chiếu mệnh,
sẽ làm cho các bại tinh này kém phần hung hiểm đi. À, nếu như không có tuần triệt thì các anh nói thật sự là năm Mậu Tuất đối với các anh là một cái năm thì có bước đi không, nhưng mà có tuần triệt thì tuần và triệt là chuyên đi đi hóa giải các cái cả hai ông mà cùng cùng thì ông hóa giải cả sao tốt lẫn sao xấu. À, ông không cho nó sự tác dụng nhiều thì, nhưng ông sẽ không hóa giải được sao chủ là sao thái âm của các anh, cho nên là cái công việc của các anh cũng tương đối ha. Cung mệnh thì có ngũ quỷ quan phù, cho nên là rất là dễ bị liên lụy, chuyện không hóa có ha, chuyện nhỏ hóa to, đừng quá tin người và gánh vác cái việc người ha. Trong quan hệ bạn bè cẩn thận giữ gìn lời nói và hành động, đề phòng tiểu nhân ám hại quấy rối. Tuy vậy là cung phúc đức của các anh á cũng có nhiều phúc tinh, à, tả thanh long, hữu thì có bạch hổ, và đặc biệt là ông đệ nhất giải tinh, tức là cái ông mà giải tinh tinh quân nào xấu là ông hóa hết, đó là ông hóa khoa. À, cái tinh quân hóa khoa này có trong mệnh thì cái sao xấu bị chế hóa rất nhiều, gần như bằng không. À, cho nên là không lo gì những bất hạnh, vì phải nói rằng là các anh là người đức năng thắng số, cuộc sống được sẽ được bình an. Dù rằng là nhìn bề ngoài thấy ghê đúng không, có quá trời ông ấy hết, nhưng mà chỉ cần ông hóa khoa và ông triệt với ông tuần ông nằm trong cung thì mấy ông kia chỉ cứ dẹp đi, mấy ông xấu chỉ dẹp đi hết, không có cần phải quá lo lắng. À, nhìn chung các mặt á, từ ngũ hành đến tử vi á, năm Mậu Tuất 2018 á, thì may rủi nó đang xen bên trong rất nhiều ha, lại đang trong giai đoạn là tam tai năm cuối. À, chỉ nên gọi là an phận đối với các anh. À, nếu như các anh muốn mà cái sự xấu của cái những cái tinh quân mà bên trong mà trực chờ này á, thì giống như dao cũng kề bụng mình, mà mình muốn hóa giải nó thì mình nên làm những việc lành ha, đi chùa hoặc là làm việc thiện tích đức. À, không, à, ở đây em không có xúi các anh là phải đi cúng bái để lại những cái nơi mà gọi là mê tín gì đâu, mà là làm việc thiện từ tâm. Có thể các anh không đi chùa nhưng mà các anh làm việc thiện thì đó cũng là một cách tích đức, chứ không phải đi chùa mới là cách tích đức ha, thì các anh sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn. À, lúc mà khó khăn nhất á, thì sẽ quý nhân sẽ giúp đỡ, xuất hiện giúp đỡ. Đây cũng là năm có thể xảy ra nhiều chuyện xấu khó lường ha, mà không phải tài trí của các anh có thể giải quyết được, mà phải dựa vào đức năng phước đức mới có thể chuyển hóa từ bại thành thắng. À, có thể nói đây là năm nhìn bề ngoài thì yên ổn, nhưng bên trong luôn ẩn chứa nhiều bất chắc. Dù rằng có cái khiên nó bảo vệ mình, chúng ta có cái khiên bảo vệ hóa khoa tuần triệt, nhưng luôn luôn nó cũng có cái ngũ giáo nó chỉ về các anh, cho nên là các anh cần cẩn thận mọi điều. À, gọi là một năm, đây là một năm là nhìn rất là bình lặng, nhưng mà thực chất bên trong không bình lặng chút nào. Giống như là các anh thấy nước sông mặt nó chảy chậm lắm, nhưng mà leo xuống rồi mới biết là nước nó chảy cuồn cuộn ra sao ha. Cho nên là các anh tuổi đứng ngọ mệnh thủy này, các anh rất là rành việc đó, là người phải luôn chịu cái sự cuồn cuộn của những cái cơn sóng bên mặt ở bên dưới, chứ không phải bề mặt của mình, giống như là cái tuổi của các anh ha. Như vậy đó là về công việc và công danh và sự nghiệp. Còn về mặt tình cảm thì cung hạn năm 2018 thì nó có cả thiên la và địa võng, nên bên cạnh những niềm vui khó thì khó tránh khỏi những cái mây mờ vây quanh cuộc sống. À, bên cạnh anh các anh có cái những niềm vui như hầu thực quả, cái vận niên tốt, thì khó là có tránh khỏi những cái việc mà chuyện buồn. Các anh đó là người vốn dĩ là có trách nhiệm với gia đình, là thường phải nói là các anh là người nặng gánh gia đạo. Nhỏ thì ba mẹ, lớn thì về vợ con ha. Nhưng mà trong cung của các anh á thì nó mệnh đào hoa, cho nên nó là quan hệ với người khác phái rất là dễ, nó khi mà đi giao tiếp với người khác phái rất dễ sinh tình cảm. Cho nên năm 2018 các anh phải cần minh bạch rõ ràng trong lời nói, tránh để bị hiểu lầm, gia đình sẽ khỏi sinh bất hòa rối rắm. Nếu như mà các anh mà thật sự mà muốn coi như có phòng nhì phòng nhất thì các anh rất là dễ, nhưng mà năm 2018 là cái năm sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì vì các anh nên nhớ là các anh có được nhiều cái tinh quân bảo vệ, bên cạnh đó mấy ông kia cũng rất là xấu, nhiều cái sao xấu
chỉ về các anh, cho nên các anh cần cẩn thận ha. Các anh số là khá lận đận. Nếu như có con á, nhà có hai đứa thì một đứa nhờ, một đứa không nhờ, một đứa hư. À, cho nên là các anh cần đặc biệt quan tâm đến các con nhỏ mà chưa thành niên. Rất là dễ bị bạn xấu rủ rê lôi kéo vào con đường tai hại, gây coi như là tốn hao âu lo cho gia đình. À, tuy vậy á, với cái những cái gì tinh quân mà bên trong của cung mệnh á, thì năm nay có các anh cũng sẽ có nhiều niềm vui, thêm con thêm cháu ha. À, có thể là thêm thêm dâu thêm rể tuổi qua các anh. À, nhà cửa có thể nói là có thể được tôn tạo hoặc là tạo mới trong năm Mậu Tuất 2018. À, nhưng bên cạnh đó thì các anh rất dễ có tan môn, mà tan môn đi với cô thần thì là người nam nhiều hơn là người nữ ha. Tan môn mà đi với cô thần thì người nam dễ bị trưởng thượng, người nam dễ mất, cho nên là cần cẩn thận đề phòng những cái việc đó. À, các anh á, có đào hoa gắn liền mệnh làm cho tình cảm vợ chồng mất đi cái phần nào hạnh phúc. Với tham lan thiên hư tế phá thì năm 2018 nếu không khéo ha, sự vui vẻ hưng vượng của gia đình sẽ bị sức mẻ. À, cần hạn chế ảnh hưởng của ngoại duyên đối với cái tình cảm gia đạo trong năm 2018. À, tử vi á, của đường gia đạo á, có thiên mã ha, ngộ với triệt đồng cung. À, thì như vậy á, thì không nên đi xa, rất là dễ xảy ra tai nạn khi di chuyển, đang ở hạng tam tai dễ gặp xui rủi, cho nên là các anh cần cẩn thận. Đối với các anh mà độc thân á, thì năm nay á, là năm 2018 sao hạng không thuận, cho nên á, quan hệ tình cảm dù có cũng chẳng đi đến đâu. À, bất trắc nhiều điều, nếu không khéo còn có thể bị tai tiếng kiện thưa. À, các anh mà dính tới những mối quan hệ mà tay ba thì các anh rất là dễ bị ảnh hưởng uy tín lẫn sự nghiệp của mình ha, các anh cần cẩn thận ha. Rồi về sức khỏe, năm Mậu Tuất 2018 là bị hạn là Diêm Vương, cho nên là sức khỏe bất an, đề phòng các bệnh về xương khớp và tai nạn chảy máu. Đây là năm tam tai ha, là trong hạn lại có thất sát ngộ tuần. À, thất sát ha, nhưng mà ổng ngộ tuần thì thất sát và cái sao rất là dễ là gây ra sát thương của chúng ta, nhưng ổng ngộ tuần cho nên là gặp tai nạn cũng không quá nặng nề đâu. À, đề phòng một tí xíu ha, bổn mạng tuy là có lâm nguy, bổn mạng tuy có suy nhưng mà không quá lâm nguy mà dẫn đến mất mạng, nên là các anh phải nói là nên cẩn thận. Tại sao mà phải khuyên các anh là năm sau nên đi chùa lễ lạc? Tại vì bản thân các anh là mệnh bị sinh xuất, mà mệnh bị sinh xuất thì bổn mạng mình rất yếu. À, cho nên là các anh cần cẩn thận nhiều thứ ha. À, trên đây là những cái mà chia sẻ của em về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh Bính Ngọ sinh năm 1966. Thì em có làm thêm cái 6 tháng vận hạn, 6 tháng đầu năm Mậu Tuất, để cho các anh biết là tháng nào xung, tháng nào cần phải đề phòng cái gì và nó như thế nào rõ ràng hơn. Thì đầu tiên hết á, năm Mậu Tuất 2018 tháng Giêng là một tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy. À, các anh mệnh Thủy thì Thủy mệnh Thủy với lại tháng đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt. Thiên can Bính Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, địa chi đó thì rất may là chúng ta có Dần, Ngọ, Tuất, à, tam hợp, dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Như vậy khởi đầu của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của Bính Ngọ của các anh thì rõ ràng là một tháng tốt, sức khỏe không cần phải đề phòng vì bổn mạng sức khỏe tốt ha. Các anh mà tuổi này thì mình không lầm thì 10 anh thì 9 anh rưỡi là nhậu rất là ok ha, quảng giao mà. À, người mệnh Thủy rất là dễ hòa đồng, dễ mềm mại ha, khi cần ào ào thì rất ào ào, nhưng mà bình thường là những người dễ sống hòa đồng. À, cho nên là nhậu nhẹt cũng ok lắm. À, sức khỏe cũng không sao đâu ha, tháng Giêng tháng ăn chơi. Thiên can Bính Mộc
là không xung không hợp về mặt tử vi, nhưng bính giáp là về mặt tử vi, nhưng mà nạp âm ngũ hành á, là chữ giáp và hành mộc, bính hành hỏa. Như vậy là thiên can chúng ta được nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, như vậy là công việc cũng sẽ tốt, không có việc gì, thậm chí là công việc của tháng này sẽ sinh tài lộc. Các anh có sao thái âm mà gặp những cái trường hợp như vậy thì rất là dễ sinh tài lộc. Địa chi thì tam hợp sẽ hỗ trợ cho những cái việc mà thiên can và mệnh rất rất là nhiều. Như vậy là tháng này là một tháng cực tốt đối với các anh, khởi đầu năm mới bằng một tháng tốt là điều ai cũng mong muốn. Tiếp theo tháng 2 âm lịch là tháng Ất Mão, một tháng thủy. Thủy thì đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, thiên can bính ất cũng vậy, không xung không hợp trạng thái cân bằng tài chủ. Ngọ mão tí ngọ mèo dậu, tí ngọ mèo ngọ mèo, ngọ với mão là lục xung, ngọ lục xung với mão, như vậy là thiên can là bị xung khắc, khó tránh khỏi những va vấp trong gia đạo. Như vậy chúng ta có được cái tháng giêng có nhiều cái sự may mắn, rồi tháng 2 chúng ta sẽ có được cái những cái may mắn về bổn mạng ha. Thiên can thì bính ất không xung không hại gì hết, công việc nó cũng bình thường. Ất thì hành mộc, bính thì thuộc hành hỏa, nó vẫn lại là tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy chúng ta sẽ có một cái tháng 2 về công việc cũng sẽ sinh ra tài lộc, sinh ra tiền bạc. Tuy nhiên tháng 2 này không tốt như tháng giêng, ví dụ là chúng ta bị lục xung, ngọ mão nó lục xung với nhau thì nó sẽ gây ra những cái rắc rối về gia đạo, cho nên là các anh cần cẩn thận ha. Ta ăn chơi tháng 1 nhiều, nhưng mà tháng này coi chừng là ăn chơi tiếp là bị bà xã nhà bả rầu bầu lên, cho nên là cẩn thận. Tháng này một tí xíu ha, tháng 2 âm lịch. Rồi đến tháng 3 âm lịch, thì tháng 3 âm lịch là một tháng bính thìn, tháng này là tháng thổ. Như vậy thì mệnh là thổ nó khắc thủy, tức là thổ của tháng khắc thủy, bản mệnh bị tháng tư khắc, đề phòng sức khỏe nặng tay. Thiên can bính với lại bính thìn với lại bính bính ngọ là đồng hàng, hành hỏa tốt, dễ sinh tài lộc. Ngọ thìn, địa chi ngọ thìn thì tự chủ bình hòa, không xung không khắc không hợp gì hết. Như vậy là trải qua hai tháng thủy đồng hàng đồng mệnh thì chúng ta bước qua tháng ba là tháng thổ, bắt đầu tháng này chúng ta bị bản mệnh của tháng khắc chúng ta, mà bản mệnh khắc gặp hạn của các anh thì gặp mà các anh ở trong hạn quanh tiền, lộn hồi nãy mình nói là thiên tinh, mà là hạn hình tiền, là cái hạn mà phong bệnh nặng. Thì phong bệnh nặng tức là cái hạn này nó ảnh hưởng tới bổn mạng, mà bổn mạng chúng ta bị tương khắc nữa, cho nên là rất là dễ xảy ra bệnh hoạn và tai nạn. Các anh cần đề phòng sức khỏe của tháng này là chính, tại vì bính thiên can bính mà đồng hành thì nó sẽ không có sinh ra cái việc gì mà khó khăn đâu. Hai chữ bính này là cùng hành hỏa, cho nên là sẽ tốt cho các anh chứ không có gì hết, sinh tài lộc. Ngọ thìn thì cũng tự chủ bình hòa, cho nên là tháng 3 thì là các anh thì em sẽ cần cẩn thận về sức khỏe và tai nạn, dễ phạm thân. Tại vì bản thân mà cái tháng nó tư khắc bản mệnh của mình, gặp bệnh của mình cả năm là sinh xuất nữa, gặp thêm cái hạn hình tiền phòng bệnh nặng nữa, cho nên là rất là dễ xảy ra bệnh hoạn. Tháng 4 cũng tương tự như tháng 3 là cũng là thổ, thổ nó khắc thủy, thì chúng ta cũng các anh cũng phải cần cẩn thận cái việc bệnh và sức khỏe của các anh. Thiên can bính đinh thì không xung không hợp, tự chủ bình hòa. Bính đinh này cùng hành hỏa luôn, công việc tốt. Địa chi thì ngọ tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình không hại gì hết, mà chữ ngọ ngọ với tỵ cũng cùng hành hỏa luôn, như vậy là tốt. Như vậy với tháng 3, tháng 4 thì các anh cần đặc biệt cẩn thận về bổn mạng và sức khỏe, vì bị tháng tương khắc bổn mệnh. Còn lại về thiên can và địa chi của hai tháng này thì như nhau, rất là tốt cho cái việc đều là sinh, một là sinh nhập, hai là cùng hàng. Như vậy thì công việc sẽ không có việc gì xảy ra. Đến tháng 5 là một tháng mậu ngọ, tháng này lại là tháng hỏa, mà mệnh của các anh là thủy, nhưng hỏa với thủy là tương khắc, bản mệnh của các anh khắc tháng, xấu cho bổn mạng, nhưng dù gì nó vẫn đỡ hơn là tháng 3, tháng 4 ha.
Thiên can bính mậu thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. À, nhưng mà chữ bính của chúng ta là hành hỏa, còn chữ mậu của mậu ngọ là thuộc thổ, như vậy là sinh xuất. Cho nên là công việc của các anh nhìn bề ngoài về mặt tử vi thì không có gì tương hại mấy, nhưng mà các anh có thể là sẽ phải tốn tài để đầu tư, chứ không phải là các anh có, mình đã nói là như ở trên là các anh có sự chủ động về tiền bạc đầu tư, sinh xuất ra tiền bạc, nhưng mà cái này là có sự chủ động chứ không phải là các anh bị nó phải gây ra cho sự hao tốn. À, tháng này á, ngoài cái việc mà thủy chúng ta tương khắc bản mệnh, đây là tháng địa chi là ngọ, tháng ngọ mà chúng ta ngọ mệnh thủy gặp tháng ngọ mệnh hỏa, thì đây là tháng năm sinh tháng đẻ, thì nếu là các anh thì em còn cực kỳ để ý tháng này hơn nữa, vì tháng này rất dễ xảy ra tai nạn, xảy ra cái việc rất là nhiều việc xấu ở trong tháng này nó dễ xảy ra. Hai tháng trên thì chỉ là về bổ mạng thôi, còn tháng mậu ngọ này cực kỳ khó khăn. Nếu là các anh thì em sẽ tháng này gọi là ngồi chơi xơi nước, mọi chuyện cứ để cho tôi qua, chín nhịn 10 lần. À, chứ tháng này là gọi một tháng là tháng tuổi ha, hai đó là ngọ, thí dụ như các anh ngọ gặp tháng bính ngọ luôn thì nó nhẹ, nhưng mà các anh ngọ mệnh thủy gặp ngọ mệnh hỏa thì nó tương khắc nhiều điều. Cho nên là các anh thì em nên ngồi im, tháng này không kèo lại. Giống như là tháng này, tháng nhâm tí đối với tuổi mậu ngọ năm Đinh Dậu này vậy. Ngồi im cũng không, đi chơi cũng còn tốn tiền, cũng mất tiền, chứ đừng nói là sức khỏe, bệnh mấy bữa nay liên tục ha. Là tháng này là cực kỳ đối với các anh, cho nên là các anh cẩn thận mọi điều. À, trong 6 tháng đầu năm em sẽ khoanh vòng cái tháng 5 này, tháng 5 âm lịch, tháng mậu ngọ, các anh cần cẩn thận nhiều điều. À, dễ xảy ra hung họa mọi thứ ở trong tháng này ha. Rồi tới tháng kế tiếp là tháng Kỷ Mùi, một tháng hỏa. À, giống như tháng 5 thì tháng này cũng ta hỏa bị bản mệnh chúng ta tương khắc tháng, xấu cho bổn mạng và sức khỏe. À, thiên can bính kỷ thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà về nạp âm ngũ hành á, bính là hành hỏa ha, sinh xuất kỷ là hành thổ, là cho nên là nói là về sự đầu tư rồi này kia thì cũng giống như các trên, các anh chủ động về tiền bạc đầu tư, công việc nó cũng có va vấp một tí xíu, chứ không phải như bề ngoài của nó là nạp âm ngũ hành không tương xung không gì hết là thoải mái. À, tuy nhiên các anh có địa chi ngọ với mùi là lục hợp. À, như vậy á, mà đã là lục hợp thì nó sẽ có rất là nhiều điều may mắn đem đến cho các anh. À, như vậy là tháng này tuy là bổn mệnh cũng bị bổn mệnh khắc tháng, thì nó cũng có sự khó khăn, cũng không tốt lắm về sức khỏe, nhưng mà chúng ta có được lục hợp của địa chi thì chúng ta có cái sự vững chãi về gia đạo, có được cái sự may mắn lục hợp mà, thì nó sẽ tạo ra nhiều sinh khí. Không, trải qua cái tháng năm mà đầy khó khăn mà chúng ta có tháng 6 nó sẽ đỡ hơn nhiều thứ, giúp chúng ta hồi phục lại năng lượng của một cái người tuổi ngọ mình thủy để mà phát triển thêm. Như vậy là em đã chia sẻ xong tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các anh bính ngọ sinh năm 1966. Mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp các anh nhiều hơn trong cái sự nhận định trong cuộc sống để có sinh tiền tài lợi lạc. Các anh ở tuổi này thì cái sự chín chắn đã có rồi. Nói là bản tính của sự nôn nóng thì bây giờ các anh chỉ còn khoảng 50%, và các anh gọi là biết cương biết nhu ở đúng nơi và đúng chỗ, không có còn mà gọi như là sung sức như thời trẻ và gánh vác cái việc nặng, những việc không ai làm nữa ha. Thì hy vọng rằng là nó đúng với những cái gì mà tử vi của năm Mậu Tuất em nghiên cứu được, cũng như em tìm hiểu từ các cái trang về tử vi khác. Mọi người, có nhiều người nói là em đọc từ trang tử vi này, em đọc từ trang tử vi kia. Đúng rồi, tử vi thì sách ông nào cũng có một cái tử vi để mà nói thôi, chứ không thể nào mà ông nào cũng đem cái ngược lại mà nói được, người ta nói vậy em nói kia được, hoàn toàn không đúng được ha. Rồi, rất là vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video
clip về tử vi phong thủy của tuổi, có thể là của các anh, các chị, các bạn, hoặc là của người thân. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.